Bị tê tay do làm việc ở nhà máy làm đông lạnh. Vậy cách nào để hết tê tay khi mà ở trong môi trường như vậy? Xin kính chào quý cô bác anh chị, rất vui được gặp lại quý cô bác anh chị trên kênh Sức khỏe đời sống HT3. Và thưa với lại quý cô bác anh chị thì cái tình trạng tê tay của nhiều người, đặc biệt là những người tuổi cao, sức yếu là cái điều khó tránh khỏi rồi. Nhưng có những cái trường hợp ấy là tuổi trẻ thôi nhưng mà lại bị tê tay do cái việc là chúng ta phải làm những công việc đặc thù, những công việc ở môi trường nó khiến cho là đông lạnh, nó khiến cho bị tê tay. Thì vừa rồi có một cái bác có hỏi, có rất nhiều cái câu hỏi đặt ra kiểu như vậy. Có người thì là phải đi ngoài trời trời lạnh nhiều này vì cái công việc phải di chuyển đấy, có người thì phải làm việc ở trong những cái môi trường là làm nhà máy đông lạnh này. Vậy thì làm sao để chữa được cái tình trạng tê tay này? Có những người phải mỗi một ngày ấy, là phải mấy tiếng, từ 2 đến 4 tiếng đến 6 tiếng là ở trong cái môi trường lạnh như vậy. Vậy thì làm thế nào? Thì thưa với lại quý cô bác anh chị thì trong video này tôi xin được gửi đến với lại quý cô bác anh chị cũng như là cái cách này sẽ là cái cách mà giúp cho những bác nào bị tê tay nhá, thì chúng ta có thể áp dụng các bác nhá. Và tôi tin chắc rằng nếu những bác nào áp dụng đúng đủ thì tôi nghĩ rằng các bác sẽ có những cái hiệu quả rất là cao đấy ạ. Và bây giờ thì mời các bác chúng ta cùng theo dõi video. Vâng, thưa với lại quý cô bác anh chị thì trước tiên tôi xin được chia sẻ đến với lại các bác như này, nguyên nhân tê tay. Đối với những người già, người cao tuổi ấy, cái tình trạng tê tay là do cái việc khí huyết lưu thông nó không 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 tốt, không đầy đủ thì nên nó dẫn đến cái tình trạng tê tay. Các bác hãy thử như thế này, đơn giản là ví dụ chúng ta chỉ cần buộc cái tay lại hay nắm cái tay, bóp cái tay lại ở một vị trí như này một lúc thôi thì chúng ta sẽ thấy là cái tay của chúng ta nó bị tê, đúng không ạ? Nó bị tê đi, hoặc là chúng ta nằm ngủ ấy ở một cái vị trí nào đó. Và chúng ta đè 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 lên tay chẳng hạn, thì sau khi chúng ta tỉnh dậy ấy, thì tay tê và còn như là không muốn nhấc nổi và giống như là kiến nó bò ở đấy. Đấy là tình trạng là chúng ta làm cho tắc nghẽn, không có thể lưu thông được. Thế còn cái tình trạng mà các bác bị tê này ấy, là do trường hợp ấy, là chúng ta một cái nguyên nhân cơ bản đó là do cái việc thoái hóa đốt sống gáy. Và cái khu vực gáy của chúng ta này là cái khu vực mà có rất nhiều cái dây chằng đấy, thoái hóa đốt sống gáy khiến cho cái dây chằng bị chèn ép. Và lẽ ra thì nó lưu thông là 10, bây giờ chỉ còn 7, 8 thôi. Và cái lượng nó thiếu như vậy nó dẫn đến tình trạng là bị tê tay. Và lâu ngày càng lâu, đầu tiên thì nó chỉ tê mỏi một chút thôi, nhưng càng lâu càng ngày càng dần thì nó lại tê nhiều hơn. Đó, thế là dẫn đến tình trạng tê tay của người già như vậy. Và có những cái nguyên nhân, ví dụ chúng ta bị tắc nghẽn những cái mạch ấy. Đấy, các bác ạ, tất cả những cái mạch của chúng ta, tất cả những cái dây chằng của chúng ta ấy, các bác có thể thấy là đôi khi chúng ta giơ cái tay không đúng vị trí gáy thôi thì nó bị đau, đúng không ạ? Bị chúng ta thường xuyên bị hay bị đau vai, đau chân và đau tay, đôi khi là giơ lên không giơ nổi. Đó là do cái việc cái dây chằng của chúng ta lẽ ra nó xếp như thế này. Đấy, chúng ta làm sai tư thế, thế là tự nhiên nó xếp ngược lại, nó xoắn vào nhau chẳng hạn. Đấy, thì đây là những cái nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng là chúng ta nó bị tắc nghẽn những cái dây thần kinh, dây mạch máu như vậy. Thế còn với những cái người tình trạng mà bị tê do là chúng ta phải đút tay vào cái khu vực lạnh nhiều quá, lâu quá, làm ở khu vực lạnh lâu quá thì nó dẫn đến cái tình trạng là những cái tế bào của chúng ta nó bị nhiễm lạnh đấy. Đấy, và những cái máu của chúng ta các bác nhé, cái máu của chúng ta nó cũng bị đông lại nữa. Đó, và vậy thì trong cái video này trước tiên tôi xin được chia sẻ đến với lại các bác những cái người mà bị tê do cái việc là tắc nghẽn khí huyết nhé. Và kể cả cái phương pháp cũng giúp cho những cái người mà bị tê tay ấy, các bác cũng do đông lạnh ấy, do làm ở những môi trường đông lạnh ấy, thì cũng áp dụng như thế này nhá. Đầu tiên đó là thường xuyên làm nóng cái gáy. Tại sao phải làm nóng gáy? Vì cái gáy của chúng ta này này là cái khu vực mà nó có chứa rất nhiều dây thần kinh và thậm chí là một cái đường khí huyết đưa lên não của chúng ta này. 70% khí huyết trong cơ thể của chúng ta là cái não chúng ta sử dụng. Bởi vậy mà cái não này nó điều khiển toàn bộ mọi thứ trên cơ thể của chúng ta. Bởi vậy mà nếu như chúng ta cung cấp đủ cái khí huyết lên trên não này, nó sẽ giúp chúng ta khỏe mạnh được. Và thường xuyên phải làm ấm khu vực gáy này. Đó là khi chúng ta làm ấm ấy thì cái xương cổ của chúng ta nó bị thoái hóa chẳng hạn ấy, thì cái nhiệt nó sẽ làm nở ra. Các bạn ạ, cái nhiệt các thứ, tất cả mọi cái thứ gì đó chạm đến nhiệt thì nó đều nở ra, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta làm thường xuyên xoa nóng gáy như này. Xoa nóng gáy, các bác có thể sử dụng xoa nóng gáy bằng tay. Mỗi một ngày chúng ta tập vào buổi sáng, buổi tối. Thứ hai đó là sử dụng cái cây ngải cứu để chúng ta hơ,
hư nóng cái gáy này. Vì cái khói ngải cứu nó vừa làm nóng, vừa là cái khói ngải cứu nó là có một cái phương thuốc của từ dân gian từ xưa rồi, là nó có thể làm mà chúng ta ngải cứu, mà cứu được những cái điểm đau như vậy. Đấy, thì ngải cứu rất là hiệu quả các bác nhá. Thứ ba là các bác có thể sử dụng cái máy sấy tóc. Thì cái máy sấy tóc ấy là nó làm nóng, và khi chúng ta là dùng cái máy sấy tóc ấy thì cái nóng nó thổi, chúng ta để đừng để cho nó có bỏng quá, mà chúng ta hãy để nó xa xa ra, và làm sao để cho nó thổi thường xuyên, thổi ở cái gáy chúng ta này vào buổi sáng buổi tối sẽ giúp cho cái gáy chúng ta nóng lên. Đấy các bác nhá. Tiếp theo nữa là với những cái người bị tê tay nhá, thì ví dụ chúng ta bị tê cái tay bên trái thì hãy dùng phương pháp này, bấm tay bên phải trước ở cái điểm huyệt khu vực cái khớp của chúng ta này, nó dễ bị tắc nghẽn lắm, nó dễ bị ảnh hưởng lắm. Các bác hãy bấm này, đầu tiên là cái đầu vai của chúng ta này, giữa thẳng này nhá, giữa cái thẳng này ra này, từ cái khoai xanh của chúng ta ra, thì ta bấm vào đây thì khi ta bấm vào đây thì cái xu hướng của ta luôn là nếu mà ta dí vào người chúng ta có cái xu hướng ta đẩy lại để nó cứng lại, đúng không ạ? Thì các bác nhớ là chúng ta bấm ấy, ta phải thả lỏng người ra, thả lỏng cái vai ra, dùng cái tay lực bên này thôi, ta bấm vào giữa cái phần này ra đây, thì bấm vào dây ở đây, bấm vào bao giờ thấy nó đau, có những điểm nó đau đấy, bấm vào dây nhé, bấm vào thì bấm vào đây nó sẽ có cái điểm đau và nó tức ra ngón tay, các bác bấm vào đây sẽ thấy tức ra ngón tay, thế ta đấy là đúng điểm đấy, ta đỡ bấm vào nó tức ra cái ngón tay, tức cái khuỷu tay, tức ra ngón tay, ta bấm vào đây là đầu tiên này, thứ hai là trên đỉnh vai ở cái đoạn khớp này đấy, thứ ba là đằng sau đối diện, các bác nghe đối diện cái đằng trước này ra đằng sau. Đấy, là ta phải bấm dây. Thứ tư là các bác ơi, nách. Ở cái điểm nách này rất là hay, là các bác bấm sâu vào bên trong. Khi ta sờ đến cái điểm nào đó, ta dây này, giờ sờ dây đến cái điểm nào đó, mà cái tay của chúng ta sẽ bị ngón tay nó tê. Ta xay vào đâu mà nó tê thì đấy chính là cái đường dây thần kinh để chúng ta có thể tác động đến những cái điểm mà nó làm cho hết tê ngón tay của ta. Và cứ bấm lần, các bác nhớ nhá, là cứ bấm xong nách của ta nhá, nhớ là tìm nó có 2-3 cái điểm ở trong nách để có thể tê ra ngón tay, có cái ngón này này, có cái tê ngón này đấy, có cái tê ngón này đấy, thì có những cái điểm đấy thì ta hãy dây bấm làm sao cho nó đúng những cái điểm đấy, rồi ta dây suốt ra tận bàn tay luôn, dây suốt ra tận cổ tay luôn đấy, dây suốt luôn như vậy nhá. Thì kể cả là người bị do cái việc là tuổi già sức yếu chúng ta bị tê tay, ta cũng có thể làm như vậy. Cái người bị là do cái việc là chúng ta làm việc ở khu vực đông lạnh, chúng ta cũng đều thường xuyên có thể làm nóng cái việc kia và làm tê tay bấm như vậy để cho nó lưu thông được, đều là được này. Thế còn với những cái người mà bị do đông lạnh ấy, thì các bác thường xuyên khi mà chúng ta phải giữ ấm, có nghĩa là cái tay chúng ta cái người đã làm quá lâu năm mà các bác kiểu như là chúng ta không có chú trọng đến cái bàn tay chúng ta, lúc đầu chúng ta làm thì nó không ảnh hưởng gì, chúng ta cứ lơ là như vậy, chúng ta không chịu giữ ấm, nó sẽ có găng tay đặc chủng, đúng không ạ? Nhưng mà chúng ta dù găng tay ở trong môi trường đấy lâu ngày thì nó vẫn cứ bị lạnh. Thì trước khi vào ta phải làm ấm cơ thể, làm ấm cái tay của chúng ta trước khi vào. Thứ hai là chúng ta cần phải khi đã vừa ra khỏi cái nhà máy đấy, vừa ra khỏi cái phòng lạnh đấy, chúng ta lại phải làm ấm tay ngay, làm ấm ngay. Đấy, và cái cách vẩy tay mà gọi là dịch can kinh đấy, là cái cách vẩy tay chỉ việc là đứng vẩy thôi. Mỗi một ngày hãy vẩy vài trăm cái. Mỗi ngày hãy vẩy vài trăm cái. Vẩy như vậy nó giúp cho chúng ta đẩy khí huyết, các bác nhé, rất là hiệu quả. Và thứ ba đó là hãy vuốt, làm nóng tay, vuốt những cái khớp tay này, vuốt những cái ngón tay này, vuốt như thế này rất là quan trọng. Thì cái cách vuốt tôi đã có rất nhiều lần chia sẻ đến các bác rồi. Cách vuốt là 4-1-3-2-5. Đấy, thì tại sao có người lại hỏi là tại sao phải vuốt 4-1-3-2-5? Thì thưa với các bác, đây là cái cách vuốt ưu tiên những cái đường kinh lạc. Đấy, vuốt ưu tiên đường kinh lạc 4 là nào? Ngón này. Đấy, 1, 3, 2 và 5. Đấy, 4, 1, 3, 2, 5 các bác ghi vào. Thế thì chúng ta vuốt ấy, là chúng ta sẽ nắm tay như thế này, xong là vuốt ra. Mỗi một tay ta sẽ vuốt 3 lần. Đấy, mỗi một cái ngón tay ta vuốt 3 lần, xoay ra như thế. Đấy, xoay như vậy. Thì đây sẽ là cái cách để giúp cho các bác làm ấm tay này, rồi là làm ấm cái kinh lạc này, và cũng như là giúp cho các bác hết chữa đau mỏi cơ thể. Vuốt tay này thôi, hết mỏi cơ thể các bác nha. Rất hiệu quả đấy ạ. Đấy, thì đấy là cái cách mà chúng ta có thể vận động và cũng như là day bấm những cái điểm huyệt để giúp cho các bác có thể chữa được cái tình trạng này. Với cái người mà đã lâu năm, lâu ngày ta làm ở trong cái môi trường đông lạnh như vậy, thì với những bác như vậy thì các bác nên là nếu như ta có nghĩa là dừng được cái công việc đó thì sẽ là hiệu quả.
đúng không ạ? Nhưng mà thực sự thì đôi khi là công việc mưu cầu cuộc sống, chúng ta có được một chỗ làm trong cái thời buổi dịch bệnh này đã là khó rồi. Vậy thì duy trì nó cũng là cái điều vô cùng quan trọng. Thế thì đầu tiên là nếu chúng ta tiếp tục làm việc ở đó thì các bác cần phải có những cái biện pháp chắn lạnh. Biện pháp chắn lạnh thì bằng những cái là ví dụ như chúng ta đeo cái găng tay ấm là rồi, mà không để nó tránh lạnh, nước lạnh nó vào, thì ta có thể đeo tiếp thêm những cái túi bóng, những cái găng tay túi bóng ở bên trong để giữ ấm cho cái bàn tay của chúng ta không tiếp xúc trực tiếp với đá lạnh, không trực tiếp như thế. Và sau khi vào trong nhà lạnh ra thì ta lại phải hơ ấm, làm ấm ngay tay chân, và khi mà vừa vào ta cũng cần phải làm ấm như vậy. Và thường xuyên tập thể dục thể thao là yếu tố vô cùng quan trọng các bác nhé. Vâng, và thưa với lại các bác thì ngoài những cái yếu tố như vậy, chúng ta cần phải có một cái tinh thần rất là tốt nữa thì bệnh tật nó mới có thể là không tiếp cận chúng ta được. Hy vọng rằng với video này sẽ giúp ích được cho quý cô bác anh chị, cũng như là câu trả lời của các bác đặt câu hỏi thì rất là mong là sẽ giúp được ích cho các bác. Và nếu như các bác cảm thấy video hữu ích, đừng quên chia sẻ lại cho nhiều người được biết. Nhớ là giữ nút đăng ký, nút chuông ở phía bên này, vì tôi còn quay trở lại đây lại các bác với rất là nhiều những cái video bổ ích khác nữa. Và bây giờ thì xin kính chào, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.